Đúng rồi, Thành Luân xin kính chào quý khách. Đầu tiên xin được gửi lời chào và chúc sức khỏe đến toàn thể quý khách hàng. Hôm nay Thành Luân xin trân trọng gửi đến toàn thể quý khách hàng một siêu phẩm bằng gỗ gụ ta Quảng Bình. Đó là bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê cột 14, gồm có 10 món hàng siêu đỉnh cao, siêu đẳng cấp của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Và đây là một sản phẩm bằng gỗ Quảng Bình. Gỗ Quảng Bình là cực kỳ là hiếm có và khó tìm để có được bộ bàn ghế cột 14 to như thế này. Chúng tôi là phải mất một cái thời gian rất chi là dài khi chúng tôi là chế tác các cái bộ bàn ghế cột 12, cột 10 ra rất nhiều thì mới chọn được một cái bộ 14 như thế này. Thì hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu với toàn thể quý khách hàng là bộ này gồm có 10 món được chọn vân, chọn gỗ, thửa từ A đến Z, từ đầu chí cuối, hàng không dập lứt, không rác rửa gì cả. Đấy. Và sau đây chúng ta sẽ cùng với đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đi vào đường nét chi tiết của bộ sản phẩm trên. Vâng, đây là một siêu phẩm gỗ gụ Tàng Bình, hàng hiếm có, khó tìm luôn. Và cái gỗ gụ Quảng Bình này thì nó đang mai một rồi, nó hết gỗ mất rồi. Đấy, để được có bộ này thì tôi mất rất nhiều thời gian. Và đây là chiếc đoạn dài ván dày 1,5 phân, khuôn mặt dày 4 phân, khuôn mặt dày 4 phân. Và cái chương này được đục rất chi tỉ mỉ và sắc nét. Kích thước của cái đoạn này, cái đoạn này là dài 2m3 và sâu 75 phân, cộng với lại những chiếc ghế đơn đây. Đây, cái đoạn này chúng tôi sẽ đo trực tiếp để quý khách hàng thấy được. Đấy, dài 2m3 và sâu chiều sâu 75 phân, ván mặt 1,5 phân. Đấy, vách tựa các thứ rất chi là to và gỗ được chọn vân, được chọn từ A đến Z, từ đầu chí cuối. Đây, gồm có một đoạn dài. Đấy, chiều sâu 75 phân. Và 4 chiếc ghế đơn cộng với một bàn to và 2 đôn kẹp và 2 đôn ngồi. Đấy, thông tin chi tiết hơn nữa thì quý khách hãy kết bạn Zalo và 2 số điện thoại của chúng tôi để chúng tôi gửi chi tiết hình ảnh cho quý khách hàng để khách hàng thấy được. Đấy, chiếc ghế đơn này kích thước là chiều phủ bì, chiều ngang là 1m1 và chiều sâu là 75 phân, 1m1 và chiều sâu là 75 phân. Đường nét thì không còn gì để mà nói nữa rồi. Về cái dáng ghế nó quyết định rất nhiều cho một bộ gần ghế đẹp. Đấy, bộ bàn ghế này chúng tôi vừa hoàn thiện xong phần mộc và còn đang trưng bày ở trời lắng ở cạnh cây xăng xã Tân Dân, cạnh cơ sở 1 của Thành Luân chúng tôi. Đây, phần trường này. Đấy, vân gỗ thì chúng tôi không phải giới thiệu thì nó thể hiện ngay ở trên màn hình rồi. Quý khách có thể thấy được cái cột này chúng tôi là phải buộc cái túi ni lông này vào để cho tránh lứt, bởi vì chúng tôi là đang để ở trời lắng. Đây, quý khách có nhìn thấy đây. Vân gỗ tuyệt đẹp, ván mặt dày 1,5 phân, khuôn mặt dày 4 phân. Toàn bộ được đục chạm tinh xảo và sắc nét mẫu Minh Quốc Nghê cột 14, cùng có 10 món. Chúng tôi sản xuất rất nhiều thì mới lựa chọn ra được cái bộ bàn ghế cột 14 như này. Và chúng tôi cũng khẳng định rằng ở trên thị trường không bao giờ có bộ cột 14 gỗ ta Quảng Bình như của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Đấy, và bây giờ quý khách có đặt hàng cũng không có. Đây là khách hàng vừa ký nhận sản phẩm, một lô sản phẩm ở trong xưởng chúng tôi vừa ra, anh ở Hưng Yên, anh Đại ở Hưng Yên. Ở đây phía sau của bộ bàn ghế đây, mọi người có thể thấy gỗ lành nặng từ A đến Z, từ đầu chí cuối và từ cái phần đục chạm, phần nằm ngang rất chi là kỹ và tinh xảo. Đây, cột vân rất đẹp luôn. Đây, chúng tôi bọc tạm ni lông, khách chưa nhìn thấy được. Nếu quý khách hàng nào có thiện chí về cái sản phẩm này hãy về trực tiếp tại cơ sở của Thành Luân chúng tôi để được mục sở thị, mắt thấy tay sờ. Bộ bàn ghế này chúng tôi trưng bày tại cơ sở 1 của đồ gỗ Thành Luân tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Mọi người hãy kết bạn qua Zalo của chúng tôi theo 2 số điện thoại thì chúng tôi sẽ gửi chi tiết hình ảnh cho quý khách. Đây là bộ bàn ghế cột 12, cột 14 cùng có 10 món Minh Quốc Nghê bằng gỗ gụ ta Quảng Bình, hàng hiếm có, khó tìm. Bây giờ quý khách hàng mà muốn đặt bộ thứ hai chúng tôi cũng không dám nhận. Đặt bộ thứ hai gỗ gụ Quảng Bình cũng không dám nhận, bởi vì là chúng tôi không còn gỗ nữa và trên thị trường cũng không còn gỗ nữa. Chúng tôi là một cơ sở lớn nên chúng tôi làm sản xuất ra được cái sản phẩm nó như này. Đấy, chiếc đoạn dài 2m3 và sâu 75 phân, ghế đơn là ngang 1m1 và sâu 75 phân. Đấy, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi theo 2 số điện thoại trên màn hình: 0967 110389 hoặc 0972 770888. Ở đây chiếc bàn rất to, rộng 89 phân và dài tầm 1m8. Rất đẹp tổng thể bộ ghế đây. Vâng, thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi và mọi đóng góp ý kiến quý khách hãy bình luận comment dưới video dưới này. Xin trân trọng cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý khách.